Ngại quá, chỉ cần có ta đây, thì bảo đảm Sở Phong sẽ không thua bất cứ người nào trong các người. Không ngờ ngọn lửa này lại nhường được cho cô. Chẳng lẽ cô là giới linh tu la? Đệ tử Sở Phong quá nhiên lợi hại, lại ký kết khế ước được với tu linh giới là linh giới tu la. Tiền bối quá khen rồi. Không được rồi, ta không đi tiếp được nữa. Sở Phong, bộ ta quay trở lại trước. Ê, giới linh này không chỉ có tu vi thiên võ nhị trọng, loại cảm giác nguy hiểm này sẽ không nhầm. Xem ra Sở Phong mới là người lợi hại chân chính. Tiền bối, ngài không sao chứ? Sở Phong, ta không được rồi, ngọn lửa này quá quý dị, vậy mà tiến vào trong cơ thể của ta. Nó tiếp tục đi, ta không bị ngọn lửa này thiêu đốt cũng sẽ tự bạo mà chết. Hiện giờ người có thể đi sâu vào chỉ có một mình cậu, nhớ đừng quá miễn cưỡng, nếu không chịu được thì lập tức quay trở lại. Vậy Sở Phong xin nhờ cô chăm sóc. Xe tù vì cũng được đó, tiếc là bạn cháu quá kém, chúng ta đi thôi. Đà Nẵng đã đi lâu như vậy rồi, sắp tới đầu nguồn rồi chứ? Nơi này là trung tâm của đầu nguồn, thử tìm kỹ xem, chắc chắn là có thể tìm ra bảo vật kia. Xem ra ngọn lửa nơi trung tâm đã có thể hóa hình rồi. Đà Nẵng, nào phải cẩn thận. Yên tâm, cho dù là hóa ra đóa hoa cũng chỉ là đám tôn tép thôi. Thú vị, không ngờ ở nơi này lại có người có giới linh của linh giới tu la, lại còn là một tiểu quỷ có tu vi huyền võ bát trọng nữa chứ. Rõ ràng mình đã sử dụng hai loại sức mạnh lôi đình nâng tu vi tới thiên võ nhất trọng, nhưng vị lão giả này vậy mà có thể nhìn thấu tu vi thật của mình. Vị lão giả này hẳn là một cường giả tuyệt thế, thậm chí còn có khả năng là cao thủ cấp võ quân. Để ta xem tên tiểu quỷ nhà ngươi có gì đặc biệt. Lão già, cút ra, nếu không được trách bản nữ vương không khách khí. Không tồi, các chiến lực này vậy mà lại là huyết thống cao quý, trong tù là giới linh khó mà có được, nhưng mà vẫn kém một chút. Đáng chết. Kết giới hồn sát chi lực, như là hồn bào giới sự, hồn bào cảnh sư. Không tồi, có chút nhân lực. Tiểu quỷ, lần này đến lượt người rồi. Nhanh thật, hắn đến bên cạnh mình từ lúc nào vậy? Thật không ngờ, thật không ngờ, ở cái vùng khí hoa cờ gáy này vậy mà lại xuất hiện một tên tiểu quỷ không hề đơn giản. Thôi vậy, nơi như thế này còn có thể có một tên tiểu quỷ như ngươi đúng là hiếm có. Hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhanh xem, biển lửa bị dập tắt rồi, đây chính là thổ độ của kiếm bạo giới linh sư. Sở Phong, nhanh đến xem. Lợi hại, đây chính là một con yêu thú có huyết mạch đặc biệt, sinh ra đã chú định là vương giả của các loại yêu thú. Cái gì mà ngũ đại yêu thú trong vạn yêu sơn, cho dù là con khỉ đại ca của người còn yếu hơn cái con yêu thú này nhiều. Đáng chết, nguyên bản bị hút đến sạch sẽ. Nếu không, nguyên bản của con yêu thú này có thể khiến tu vi của bản nữ vương lớn mạnh hơn, có thể đột phá liên tiếp đến nhiều cảnh giới. Đáng chết, nguyên bản của con cự yêu này chắc chắn là do lão già mặc áo màu đen kia hút đi. Trời ạ, à, trên trời dưới đất là các con cự điêu lớn như vậy. Sở Phong, đây là chuyện gì? Biển lửa đó là do ngươi dập tắt à? Không phải ta, mà là lửa của nó tự mất. Có thể là do lúc trước là con cự điêu này còn sống, biển lửa nó đồng sinh với nó. Nếu như nó đã chết thì tất cả lửa cũng sẽ tự tắt. Mọi người, hỏa diễm trên lửa của con cự điêu cũng đã tiêu tán khá khá rồi. Nhanh xem, trên người của con cự điêu này có bảo bối gì hay không? Hào ca, sao mấy người lại đến đây? Động tĩnh ở bên này lớn như thế, sao ta không đến được chứ? Con chim này có lai lịch như thế nào? Nó là một con thần thú có huyết mạch đặc biệt, là sự tồn tại mạnh mẽ của phía đông, tên gọi Liệt Hỏa Thần Điêu. Một con thần đều có sức mạnh lớn như thế, không hiểu sao vô duyên vô cớ chết. Con chim này từng đánh nhau với người khác,
chết do nội thương, mặc dù trên người của nó không mang theo món pháp bảo nào, nhưng bản thân nó chính là một món pháp bảo, không chỉ có thể luyện binh mà còn có thể luyện đàn. Tử tiền bối, theo ngài thấy, khi còn sống con liệt hỏa thần điêu này có tu vi như thế nào, đã tiến vào võ quân chưa? Võ quân, ngươi cũng quá xem thường con thần điêu này rồi. Liệt hỏa thần điêu là đến từ thời viễn cổ, có huyết mạch thần thú thuần chủng tung hoành ở thế giới này đã vạn năm rồi. Mà càng là thần thú như thế, càng sẽ không hóa hình người, mà sẽ giữ hình thái thần thú ban đầu để sinh tồn. Dựa theo thể chất của con hỏa thần thú mà phán đoán, con chim này chắc là điêu vương. Trong đám liệt hỏa thần điêu thì không có quá ba con, vì vậy con điêu này cũng phải là cấp võ vương trở lên. Cả gì? Võ vương? Võ vương ở Cẩu Châu đại lục đều không có người có thể vượt qua, vậy mà người giết chết con thần điêu này phải khủng bố như thế nào? Theo lời cái tiền bối này, vậy lão già mặc đồ đen khi nãy là cường giả võ vương. Nếu như người đó cũng muốn đi đến đế tàng, vậy Sở Phong, ngươi qua đây một chút, ta có chuyện muốn nói riêng với cậu. Dạ dạ. Có chuyện gì vậy? Con nghe với có được không? Nhà đầu nhà con, làm như ta có thể hạ Sở Phong không bằng ấy. Tự Linh yên tâm đi, ta đi với tiền bối một lát sẽ trở lại. Vậy được. Hay, nơi con nhiều năm như thế cũng không bằng tên Sở Phong mới quen một năm này. Nhà đầu nhà con, Sở Phong, chúng ta đi thôi. Ừ, đến đây. Tự Sát Kết Giới, thì ra ông ấy là một tử bào giới linh sư. Sở Phong à, hôm nay ta sẽ nói với cậu một bí mật mà đến Tử Linh cũng không biết. Không biết Tử Linh có nói với cậu về thân thế của nó chưa? Vì sao ta lại đưa nó đến đây? Thợ tiền bối, ta đã biết toàn bộ, sớm muộn gì ta cũng sẽ giúp Tử Linh phục thù. Ngờ có thể nói ta chi tiết người giết hại phụ mẫu của Tử Linh là ai không? Ta lừa Tử Linh, thật ra phụ mẫu của Tử Linh chưa chết, tử gia của chúng ta còn tồn tại. Cái gì? Phụ mẫu Tử Linh chưa chết, đây là chuyện gì thế? Tử gia chúng ta ở Hải Thành phía đông, cũng tính là gia tộc có lịch sử mấy trăm năm. Bởi vì thiên tớ thần thể của Tử Linh mà đã dẫn dắt đến rất nhiều dị tượng, trời cao chiếu cố, người tài cũng chú định sau này nó sẽ có thành tựu to lớn.